Giám đốc cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc Rafael Grossi cho biết nhà máy điện Kursk của Nga có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc giao tranh đang diễn ra ác liệt ở vùng Kursk, cách nhà máy chỉ vài chục km. Khi nhà máy hoạt động, nhiệt độ cao hơn nhiều, và nếu có trường hợp va chạm hay điều gì đó có thể ảnh hưởng đến nhà máy, thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ông Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đã đưa ra cảnh báo hôm 27 tháng 8 sau một cuộc thanh tra. Nhà máy điện hạt nhân này thuộc loại RBMK, về cơ bản có nghĩa là nó không có mái vòm ngăn chặn và cấu trúc bảo vệ đặc trưng của hầu hết các nhà máy điện hạt nhân hiện đại nhất hiện nay. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là lõi của lò phản ứng trước vật liệu hạt nhân chỉ được bảo vệ bằng một mái che thông thường. Điều này làm cho nó lộ hết điểm yếu. Tổng thống Vladimir Putin tuần trước cáo buộc Ukraine đang cố gắng tấn công nhà máy Kursk. Cáo buộc được đưa ra sau khi quân đội Ukraine chiếm được một phần lãnh thổ Nga trong tháng này. Ukraine vẫn chưa phản hồi về cáo buộc tấn công cơ sở này. Sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân đã nhiều lần bị đe dọa trong suốt cuộc chiến Ukraine. Xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 khi Nga tung hàng ngàn binh sĩ vượt biên giới vào Ukraine. Moscow và Kiev đã nhiều lần đổ lỗi cho nhau sau các vụ nổ do máy bay không người lái và đạn pháo gây ra ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc xâm nhập vào đất Nga gần đây do quân đội Ukraine tiến hành đã khiến nhà máy Kursk được chú ý. Nhà máy điện hạt nhân ở Kursk có 4 lò phản ứng có thiết kế giống như những lò phản ứng ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân dân sự tồi tệ nhất thế giới năm 1986. Ông Grossi cũng đến thăm một trường học trong vùng gần nhà máy điện hạt nhân Kursk. Một phóng viên của Reuters nghe thấy tiếng còi báo động không kích vang lên, báo hiệu mối đe dọa tên lửa ngay trước khi ông Grossi đến. Ông Grossi đã nhiều lần cảnh báo về thảm họa hạt nhân nếu các nhà máy hạt nhân bị tấn công. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.